Không cần môn dạy cô gốc, không cần phán xong cầu kỳ, mà khiến anh nằm mơ em đêm ngày. Bên cạnh em bình yên quá, anh chỉ muốn say mê trăng lộn tắt thơm dịu dàng. Hay là anh gặp boy muốn xin được rước em về nhà, để giữ em của riêng anh qua đời. Đợi chờ anh đã lâu biết không, em muốn bên người. Chàng thì mô roa, một người như rửa, môi cười xinh như hoa đón yêu thật thoa. Cứ em đêm thương nhà qua bao nén mưa. Oh yeah, yeah. Một đời nâng niu, một đời đưa đông. Khi bình minh ôm em ngủ sai tràng làng, tớ khi dọa nua vẫn sai đám anh thâu. Wow, xuất sắc. Nhưng mà thật ra hỏi nhỏ Harry nghe hiểu cái gì không? Thật ra bây giờ mình chú Nguyễn thôi. Bây giờ một mình chú Gia Nguyễn thôi.